Máy vắt sổ sỏ chỉ như thế này là sai, sai lầm rất lớn. Dù bạn sỏ chỉ bao nhiêu lần cũng không đúng. Cách sỏ chỉ đúng là sỏ chỉ dưới theo thứ tự trong hình. Sau đó sỏ qua lỗ đầu tiên của kim móc lớn. Lúc này chú ý quay tay cầm theo chiều kim đồng hồ, đến khi kim cong xuống đến vị trí bên trái cùng. Dùng kẹp chỉ kéo đầu chỉ từ sau kim móc lớn ra. Lưu ý không để chỉ đi qua dưới khung kẹp. Nhất định phải đi qua trên khung kẹp. Sau đó sỏ qua lỗ ở đuôi kim móc lớn, từ phía sau sỏ chỉ ra phía trước. Bước này rất quan trọng. Nhất định phải để kim móc lớn ở bên trái cùng. Từ dưới bàn máy tìm lỗ ở đầu kim móc lớn. Từ hướng của mình sỏ chỉ qua phía sau kim móc lớn. Dùng kẹp chỉ kéo đầu chỉ ra. Đóng nắp bên. Để đầu chỉ nằm trên nắp. Quay tay cầm theo chiều kim đồng hồ. Để kim và kim móc nhỏ trở về vị trí cao nhất. Sau đó lấy chỉ kim và chỉ kim móc bé ra bàn. Ép dưới chân vịt là được. Như vậy là nối chỉ dưới hoàn hảo.